Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Nữ thần ám sát, chương 4. Tướng Hát cắt ngang lời trình báo của Thanh Vân. Thông thả đã, tôi muốn đồng chí giải thích một vài điểm. Cha Nguyệt Hằng làm nghề gì? Thưa như tôi đã báo cáo, cha nàng là thiếu tướng Trang Ly, chuyên gia điệp báo, cố vấn sư đoàn A7, sư đoàn khét tiếng trong trận Bắc Cạn và Điện Biên Phủ, tùy viên quân sự phụ trách liên lạc với Caribe tại Mạc Tư Khoa. Tôi biết nàng là con nuôi của thiếu tướng Trang, nhưng chưa biết cha đẻ của nàng là ai. Thưa, ông ta là Chu Văn Trương. Hồi Pháp thuộc, ông Trương được coi là nhà thiện xạ số 1 ở Bắc Việt. Mỗi khi lên săn bắn ở vùng giáp biên giới, bọn cầm quyền Pháp cao cấp đều triệu ông Trương tới làm hướng đạo. Ông từng làm hướng đạo 3 lần cho viên toàn quyền Pháp tại Lai Châu và Bắc Cạn. Từ thuở thiếu thời, ông Trương tham gia những phong trào giành độc lập, nên nhà chức trách đế quốc mất nhiều tiền bạc và tâm cơ để mua chuộc mà không được. Tuần lệnh chi bộ địa phương, ông Trương ám sát viên công sứ Pháp trong cuộc kinh lý gần Lai Châu. Kế hoạch ám sát được bố trí và thực hiện một cách khoa học. Tuy nhiên, vì quá khoa học nên vai trò của ông đã bị lộ. Phi cơ nhẹ chở viên công sứ vừa rời khỏi trường bay Lai Châu thì bị rớt. Toàn thể đều bị chết cháy. Nguyên nhân là một viên đạn súng trường bắn vào cánh quạt. Sân bay được căn phòng nghiêm ngặt nên ông Trương trèo lên một ngọn cây cao cách xa 350 thước. Sử dụng súng bút cơ tông gắn ống ngắm. Ông chỉ bắn một phát là cánh quạt gãy nát. Một phái đoàn công an Pháp lên tận nơi điều tra và kết luận rằng hung thủ phải là tay đệ nhất xạ thủ. Nửa đêm, một trung đội Lê Dương đến vây nhà ông Trương. Tuy bị vây bắt bất thần, ông vẫn kịp thời chống trả. Với khẩu tiểu liên, ông bắn gã viên đại úy Pháp và 5 tên lính xung phong rồi trốn vào rừng. Sau đó, ông gia nhập đội xạ thủ đầu tiên do đồng chí Văn thành lập tại khu giải phóng Tân Trào. Ông sang tàu cùng đồng chí Văn và được mời ở lại làm huấn luyện viên tác xạ cho giải phóng quân. Trong thời gian phục vụ ở chiến khu Vân Nam, ông Trương kết thân với một thiếu nữ Việt lai tàu tên là Hương. Năm 1945, hai người làm lễ thành hôn. Sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, cặp vợ chồng trở về Hà Nội và phục vụ trong bộ tổng tư hành. Với cấp bậc đại tá, ông Trương được đặc phái lên vùng giáp biên để tổ chức quân đội và mật khu, sửa soạn cho cuộc kháng Pháp mà đảng và chính phủ trừ liệu sẽ xảy ra. Năm 1951, phi cơ Pháp tập kích tổng hành doanh của quân đội ta tại thị trấn Lai Châu. Hai vợ chồng đều thiệt mạng. Trang Ly là bạn thân của họ, nên bé Nguyệt Hằng được nhận làm con nuôi. Cha nàng là thần xã nên nàng bắn giỏi, nhưng còn năng khiếu điệp báo nàng học của ai? Thừa lớn lên nàng hấp thụ năng khiếu này trong những ngày sống với thiếu tướng Trang Ly. Tuy nhiên, một phần năng khiếu điệp báo cũng do mẹ nàng mà có. Đồng chí Hương là một cốt cán giao liên trong hàng ngũ giải phóng quân Trung Quốc. Thế tại sao nàng lại không được kết nạp vào quốc tế tình báo sở trong thời gian ở Bắc Kinh? Thừa hồi ấy tình báo sở vẫn còn trong thời kỳ phôi thai. Và lại, thiếu tướng Trang muốn nàng trở thành kỹ sư vật lý học nguyên tử. Vì vậy, nàng vào học trong trường Bách Khoa. Vì lý do nào Nguyệt Hằng gia nhập Caribe? Thừa thiếu tướng Trang là bạn cố tri của đại tướng Serov, chỉ huy trường Caribe. Nàng thường theo cha nuôi đến thăm gia đình Serov và được ông ta đặc biệt để ý. Sau khi bị tai nạn xe hơi ở ngoại ô Mạc Tư Khoa, thiếu tướng Trang hấp hối suốt đêm trong bệnh viện và đã gửi gắm Nguyệt Hằng cho Serov. Rồi vì sao Nguyệt Hằng trở về nước? Thưa đồng chí Trần Quốc Hoàn, cầm đầu một phái đoàn qua Liên Xô thảo luận về vấn đề an ninh hỗ tương và gặp nàng trong một buổi tiếp tân tại Điện Cẩm Linh. Nàng nói chuyện bằng tiếng Việt với đồng chí Hoàn và cho biết là rất nhớ quê hương. Đêm ấy, nàng xin Serov về Hà Nội thăm nhà. Serov không chấp thuận, đồng chí Trần Quốc Hoàn phải vật nài cả đêm, Serov mới đồng ý. Tôi được Trung ương cử ra để tiếp đón Nguyệt Hằng trong thời gian nàng ở lại thủ đô Hà Nội. Hết kỳ hạn nghỉ phép, nàng quyết định không trở lại Liên Xô nữa. Với sự đồng ý của tướng Serov, nàng được biệt phái vào nữ ban của SMEC. Đồng chí đã ướm thử với nàng về kế hoạch Thái Bình Dương chưa? Thưa tôi, chỉ mới bàn về việc Trung ương đang cần một nữ cán bộ xuất sắc để hoàn thành một kế hoạch quan trọng ở vùng địch, thì Nguyệt Hằng đã xung phong nhận lời. Xuất sắc cũng chưa đủ đâu. Nguyệt Hằng phải là một nữ cán bộ phi thường nữa. Từ nãy đến giờ, đồng chí chỉ mới nói đến lập trường chính trị, trình độ văn hóa và khả năng tác xạ. Tuy nhiên đang còn nhiều điều kiện nữa, chẳng hạn võ nghệ, nhan sắc, nghệ thuật quyến rũ, tính tình, vân vân. Thưa về võ nghệ, nàng ở trên mức trung bình.
hầu hết nữ nhân viên SMEC trung cấp đều bị nàng đánh bại. Nàng rất giỏi khoa điểm huyệt Trung Hoa. Riêng về nhu đạo cận chiến, nàng đã học được một năm trong trường đặc biệt của SMEC. Đặc biệt vì tất cả các giáo sư ở đó đều là võ sĩ nhu đạo từ đệ tứ đẳng trở lên. Muốn được kết nạp vào trường, ứng viên phải qua nhiều kỳ thi công phu. Tỷ lệ bị đánh rớt năm ngoái đã lên tới 97% trong tổng số ứng viên. 3% còn lại được tòng học lại bị loại quá nữa. Nguyệt Hằng đã được tốt nghiệp với bằng khen của ban giám đốc trường. Tốt, nhưng còn nhan sắc. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tấm ảnh của nàng trong hồ sơ. Trong hình thì Nguyệt Hằng rất đẹp, đẹp không thua hoa hậu nhiều quốc gia. Song các đồng chí đừng quên rằng Jack 28 là kẻ đã chung sống với nhiều hoa hậu. Sắc đẹp đàn bà đối với hắn rất quen thuộc. Muốn làm hắn sa ngã, ta phải tìm một sắc đẹp khác lạ. Thưa về khoản này thì người khó tính nhất trên thế giới cũng phải bằng lòng. Có thể nói rằng Nguyệt Hằng có vào ngực vô địch 99 phân, ngực 99, mông 99, không kém một ly, vòng bụng là 56. Tôi không đồng ý rằng 99 phân vòng ngực là vô địch. Theo tin tức do điệp viên gửi về, Văn Bình mới mua của hãng Palmer nhiều cuốn phim đặc biệt. Hắn vốn thích loại quá khổ. Chắc đồng chí cũng biết rằng hãng Palmer đã bán hình của Margaret Middleton, quái tượng thế giới với vòng ngực 106 phân. Thưa, nhưng vòng mông của Margaret lại quá nhỏ, không cân đối với vòng ngực. Vòng bụng của Margaret lại lớn hơn Nguyệt Hằng tới 10 phân. Tôi không nói rằng Nguyệt Hằng thua Margaret. Sở dĩ tôi phản đối là vì đồng chí đã dùng chữ vô địch. Xin Trung tướng tha lỗi. Đồng chí không cần quá lời. Với 99, 56 và 99, Nguyệt Hằng có thể được coi là mẫu người đàn bà khêu gợi lý tưởng. Nhưng còn màu da, tàn nhang, vết thẹo. Thừa cũng hoàn toàn. Da nàng trắng như trứng gà bóc. Mặt không có một mụn tàn nhang hoặc trứng cá nào cả. Toàn thân trơn tru, láng bóng, không một vết thẹo. Tuân lệnh trung ương, tôi đã đích thân kiểm soát kỹ lưỡng. Nàng lại có một đặc điểm khác là không dùng nước hoa, dùng phấn riêng mà da dẻ vẫn thơm tho. Vì nàng ít ra mồ hôi và mùi mồ hôi cũng rất dễ chịu. Thế còn tính tình? Trái tim nàng rắn như được tạc trong đá cẩm thạch. Nàng chưa hề rung động vì đàn ông. Có thể vì nàng chưa gặp được ý trung nhân. Thừa trong thời gian ở Mặc Tư Khoa, SMEC đã bố trí cho nàng tiếp xúc với nhiều thanh niên đẹp trai, song đều bị nàng bỏ rơi. Trong nghề điệp báo, đàn bà có trái tim sắt đá là điều cần thiết, song nếu trái tim lúc nào cũng cứng như sắt thì lại là điều đáng ngại. Tôi sợ bản tính lạnh lùng của nàng sẽ dẫn tới thất bại. Xin Trung tướng yên tâm, Nguyệt Hằng không rung động vì nàng miệt thị đàn ông cũng như Hitler miệt thị dân Do Thái. Tuy nhiên nàng là người đàn bà bình thường, gặp thanh niên nào sạch sẽ khỏe mạnh, nàng thản nhiên mời về phòng. Rồi sáng hôm sau, nàng sẽ đuổi ra cửa. Lần sau có đụng ngoài đường nàng cũng không nhìn tới. Theo ý tôi, Nguyệt Hằng thuộc vào đẳng cấp người đẹp có biệt tài chế ngự được tình cảm. Nàng có thể đóng trò yêu đương với Văn Bình, nàng cũng có thể yêu hắn về xác thịt, nhưng nàng sẽ bỏ rơi hắn một cách tàn nhẫn. Trung thành tuyệt đối với tổ chức, lương tri lại chỉ huy được trái tim. Tôi tin Nguyệt Hằng sẽ làm tròn được kế hoạch Thái Bình Dương do Trung tướng giao phó. Tốt, tôi tin tưởng vào sự nhận xét của đồng chí. Hiện Nguyệt Hằng đang ở đâu? Thưa, tại nhà riêng. Trung tướng Hát nhìn đồng hồ tay. Trời đã khuya, nhưng tôi không thể chờ đến mai nữa, vì rạng đông mai tôi đã phải ra trường bay. Thành Giang nhún vai, nụ cười tươi như hoa hải đường nở dưới sương sớm. Thưa không sao ạ, nữ nhân viên SMEC thường ngủ rất muộn. Chị em tôi hân hạnh được làm hướng đạo cho Trung tướng. Giọng nói ngọt ngào và nụ cười kỳ lạ của người đàn bà tứ tuần lão luyện trong nghề điệp báo như có phép thần khiến đôi mắt tướng Hát sáng rực. Giờ đây, hắn mới nhận ra sắc đẹp kinh hồn của nữ chuyên viên Thanh Giang. Nàng sẵn sàng dâng hiến cho hắn, và hắn cũng đã bẻ những đóa hoa tươi thắm nhất của nữ ban SMEC. Song hắn lại rụt rè. Thanh Giang có lối đi uyển chuyển, ẩn hiện như con rắn lục. Loại đàn bà này là nữ khoái đối với đàn ông. Họ chỉ cần 50 phút đồng hồ ngắn ngủi là đủ bóp vụn gân cốt của lực sĩ quán quân thế giới. Bằng đôi mắt, hắn liếc Thanh Vân. Cổ họng hắn khô đét, mặt máu căng phồng như muốn vỡ tung. Hắn lắc đầu xua đuổi tư tưởng thèm muốn. Dù sao hắn cũng là chỉ huy của SMEC. Thanh Vân đi sát vào người tướng Hát, mùi da thịt ngây ngất của nàng tỏa rộng trong không khí, biến bầu trời rét mướt thành lò sưởi. Phía trước, Thanh Giang đang bước đi uốn mông tròn trịa. Bộ ba đã ra đến xe hơi. Đột nhiên tướng Hát nhắm mắt lại. Ông già trán hói của SMEC đang nghĩ đến nữ nhân viên số 1 với những đường cong siêu đẳng có thể đánh bại một sư đoàn binh sĩ tinh nhuệ. Đó là Nguyệt Hằng. Nguyệt Hằng nhắm mắt lại, nhưng nàng không nghĩ đến ai. Nàng nhắm mắt là để tận hưởng khoái lạc do những tia nước nóng gây ra. Nước nóng tỏa từ hoa sen xuống như mưa rào, mơn man da thịt, khiến nàng ngất ngây, phập phồng cánh mũi. Nguyệt Hằng có nhiều thói quen đặc biệt.
thói quen được mọi người biết nhất là tắm nước nóng. Người Nhật nổi tiếng trên thế giới vì thú tắm nước nóng, nhiều khi nóng đến có thể lột da. Nguyệt Hằng còn tắm nóng hơn cả người Nhật. Từ nhiều năm nay, đêm nào nàng cũng tắm. Dầu trời mùa hạ đổ mồ hôi, nàng cũng dùng nước nóng. Nàng tắm không phải là để kỳ cọ bụi bặm cáu bẩn, vì thân thể nàng không hề có mồ hôi. Đôi khi chỉ vài giọt mồ hôi lóng lánh trên ngực, nhưng lại thơm dịu như sương non đọng trên cành hoa hồng buổi sáng. Bữa tắm đối với Nguyệt Hằng là thời khắc thiêng liêng trong ngày. Nàng trịnh trọng cởi bỏ quần áo treo ngay ngắn vào mắt, không ném vất lung tung và chạy ồ vào bồn nước như những người đàn bà vô tư lự cùng tuổi. Cử chỉ của nàng đượm vẻ trịnh trọng, như thể cử chỉ của một ông đồ già uống trà tàu độc ấm lúc rạng đông. Nàng buộc mũ cao su lên đầu, ngắm gương lần chót rồi mở nước. Nàng chờ cho nước nóng ngấm vào cơ thể trước khi sát xà phòng, và sau cùng ngụp vào bồn nước đầy ắp chờ sẵn, thoang thoảng mùi nước hoa. Tắm xong, nàng dành đúng 5 phút để lau mình, rồi nàng choàng áo ngủ bước ra ngoài. Áo ngủ của nàng được dệt bằng kim tuyến, mặc vào, thân thể sẽ có cơ hội phô bày những đường cong tuyệt diệu. Nàng trở nên khêu gợi hơn là không mặc gì cả, vì xuyên qua những mắt lưới lớn bằng lỗ đồng xu, người ta vẫn có thể nhìn thấy toàn diện. Đêm nay, Nguyệt Hằng lại trưng diện cái áo ngủ kim tuyến, mắt lưới sau bữa tắm thường lệ. Trời bên ngoài rét lạnh một cách khủng khiếp, nhưng nàng không hề biết lạnh. Một y sĩ hữu danh ở Liên Xô sau khi khám nàng kỹ lưỡng đã nói rằng dưới da nàng có những cái hạt riêng, trời nóng thì tiết ra hơi mát, còn trời lạnh thì tỏa ra sức nóng. Vả lại, ban chiêu đãi của Smek đã lo liệu chu đáo cho thượng khách, Nguyệt Hằng không thể nào lặng được. Phòng ngủ và phòng khách của tòa nhà rộng rãi tráng lệ được gắn máy điều hòa khí hậu hiệu Philco, chỉ đổi nút bấm là hơi mát chuyển thành hơi ấm, còn ấm hơn lò sưởi đốt củi. Biệt thự của Nguyệt Hằng chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thành phố Hà Nội 5 cây số, trên đường đi Sơn Tây. Đó là một công ốc sang trọng dành riêng cho tướng lãnh cao cấp thuộc phe xã hội chủ nghĩa đến tham quan. Ngày cũng như đêm, tòa nhà đều được căn phòng cẩn mật, đặc điểm là lính gác. Họ không phải là đàn ông mà toàn là đàn bà, nhân viên hành động của SMAC. Họ mặc thường phục, ít khi ló mặt ra ngoài, được trang bị súng bắn thuốc mê và được phụ lực bởi một đoàn điệp khuyển. Loại chó săn này được nuôi tại Cộng hòa Xô Viết Kazakhstan. Lồng ngắn, đuôi cụt, tai dài, mõm tam giác, bụng thon, toàn thân đen xì như được sơn bằng hắc ín. Thân thể của chúng không đồ sộ như quân khuyển của Đức Mỹ, mà là nhỏ nhắn. Thoạt trông những người không sành nuôi chó rất dễ lầm với loại chó thông thường. Tuy nhiên, lâm sự chúng vờn nhảy nhanh hơn beo trong rừng rậm. Chúng nằm yên một chỗ, ít khi cử động và ít khi sủa. Đánh hơi thấy kẻ lạ đột nhập vào nhà, chúng lặng lẽ tiến tới ngoạm tay lôi lại trên chủ nhân, hoặc tức tốc cắn vào cuống họng rồi quật ngã. So tài với chúng, nhiều võ sĩ đai đen nhu đạo đã bị cắn tử thương. Nguyệt Hằng đến dưỡng sức tại tòa nhà kín đáo này vừa được một tuần. Theo thượng lịch, nàng không được đi đâu. Mặc dầu sống một mình, nàng cũng không cảm thấy cô đơn. Từ thuở nhỏ đến giờ, nàng vẫn ưa sống một mình. Nàng thích gần gũi đàn ông, nhưng trái tim lại không thích mở rộng cho ai cả. Nàng chỉ gần gũi đàn ông mỗi khi cảm thấy cần thiết. Nàng thỏa mãn đòi hỏi của thể xác một cách điềm nhiên và lặn lùng, như người buổi sáng cần ăn lót dạ, ăn tạm no thì buông đũa và chùi mép. Đêm này cũng như mọi đêm khác, sau khi tắm xong, nàng rót rượu uống rồi nằm dài trên giường nghe nhạc. Tuy sống nhiều năm ở Nga Xô, nàng không có thiện cảm với rượu vodka, trái lại nàng lại mê whisky kinh khủng. Nàng uống whisky như hũ chìm. Bạn đồng nghiệp trong sở mật vụ Xô Viết đều bị nàng đánh bại dễ dàng, song nàng lại không nghiện. Nếu có rượu, nàng uống, không có thì thôi. Hễ uống là nàng phải tiêu thụ hàng chai. Định mạng run rủi trong Nguyệt Hằng có thú uống whisky như Văn Bình, nạn nhân sắp tới của nàng. Cũng như Văn Bình, nàng là đệ tử của thuốc lá thơm pha vị Bạc Hà. Cũng như Văn Bình, nàng rất đa tình nhưng lại rất tàn nhẫn. Cũng như Văn Bình, nàng dễ say sưa men tình nhưng lại dễ lãng quên. Mọi đèn trong phòng ngủ đều tắt, ngoại trừ ngọn đèn màu hồng dịu dàng trên bàn đêm. Nguyệt Hằng dụi tàn thuốc vào dĩa pha lê, cặp mắt lim dim, mùi thuốc thơm thơm trong bầu không khí ấm áp vừa bắt nàng nhớ lại một đêm đầy tuyết trắng ở thủ đô Liên Xô. Cha nuôi nàng vừa tạ thế, nàng đang học lớp điệp báo cấp tốc của SMAC. Trong một cuộc tiếp tân tại điện cấm linh của tướng Serov, nàng gặp một viên đại tá hào hoa từ Viễn Đông mới trở về. Giữa hai ly rượu, hắn gạ gẫm nàng, rồi khi tiệc vãn, rủ nàng lên xe. Nàng ngoan ngoãn theo hắn về phòng, đó là một căn phòng trang trí lộng lẫy. Hắn phục nàng uống rượu, nàng giả vờ say ngồi gục trên ghế, hắn bế nàng lên giường và nàng cứ để mặc cho hắn mơn trớn. Giây phút quan trọng nhất đã tới,
Hắn định nên được bẻ khóa đụng đào, ngờ đâu nàng lặng lẽ ngồi nhóm dậy, tát cho hắn một cái nổ đom đóm mắt và dằn giọng. Anh tưởng tôi say à? Lầm rồi, tôi còn uống cả thùng may ra mới say, và chắc chắn là anh sẽ say trước tôi. Tôi đóng trò say sưa để xem anh xử sự ra sao. Thật ra tôi thấy anh đẹp trai, anh nói dịu dàng, bắp thịt rắn chắc nên cũng muốn thí nghiệm với anh một chuyến. Nhưng vào việc anh tỏ ra ngớ ngẩn và tầm thường quá, không xứng đáng mó vào người tôi. Bỏ tôi ra về trường học lại 5 năm đi, chừng nào tốt nghiệp thì gọi điện thoại cho tôi. Gã đại tá si tình năn nỉ. Anh yêu em quá. Nàng phì cười. Anh yêu tôi à? Vậy thì anh biểu diễn mối tình của anh đi, tôi sẵn sàng đợi. Tưởng nàng ưng thuận, gã đại tá vồ lấy Nguyệt Hằng. Nàng liền tặng cho hắn một cái bẻ tay, làm hắn lăn luôn xuống sàn gác. Chưa đủ, nàng còn tặng thêm một phát Atemi. Nguyệt tin, nàng không đánh vào các huyệt thông thường. Nàng muốn hắn mang vết thương trọn đời và đến già không dám héo lánh tới đàn bà nữa. Kết quả của đêm ái ân thất bại ấy là gã đại tá ưu tú của Spec trở thành đàn ông vô dụng. Hắn vào bệnh viện điều trị nửa năm, song y sĩ lắc đầu. Hắn không còn biệt tài quyến rũ phụ nữ nữa, hắn đành phải bỏ Smack xung vào lục quân. Bất giác, Nguyệt Hằng thở dài. Nàng hất hủi gã đại tá Smack, không phải vì nàng thù đàn ông, mà là nàng khinh thường. Nàng là con sư tử oai vệ trên sa mạc, chỉ quen chiến thắng nên đâm ra chán nản. Nàng mong được một thợ săn tài ba đến chinh phục. Nguyệt Hằng đốt điếu thuốc khác, xong lại quăng xuống đất. Khi ấy, nàng nghe có tiếng động cơ xe hơi rú lên ngoài vườn, rồi tiếng người lao xao, tiếng giày dẫm trên thảm len ngoài hành lang. Cánh cửa mở ra, Nguyệt Hằng vẫn nằm dài trong cử chỉ cực kỳ khêu gợi khi nhìn thấy ông già trán hói bước vào với hai người bạn gái quen thuộc Thanh Vân và Thanh Giang. Nguyệt Hằng chưa biết tiếng hát, nhưng trong thời gian ở Mặc Tư Khoa đã từng nghe nói nhiều về viên chỉ huy điệp báo già dặn và đa mưu này. Nàng chỉ đón chào bằng nụ cười. Chào Trung tướng, chào hai chị. Tùy đã quá quen với những tượng thần vệ nữ bốc lửa của nữ ban Smack, tướng hát cũng sững sờ một giây đồng hồ. Hắn há miệng, giọng thán phục. Đồng chí đẹp thật. Nguyệt Hằng vẫn mỉm cười. Em không thích được gọi bằng đồng chí. Đề nghị dùng tiếng em cho thân mật. Tướng Serup cũng kêu em bằng em, phải không hai chị? Hai nữ chỉ huy Smack ngồi xuống ghế, gật đầu tán thành một cách ngượng ngập. Họ không lạ gì thế lực của Nguyệt Hằng, song họ vẫn gờm tướng hát. Tướng hát đã cười rộ. Hằng nói đúng, từ phút này tôi xin bắt chước đại tướng Serup. Em đã biết chúng tôi đến đây đêm nay về việc gì chưa? Thưa biết, về vụ Z 28. Chợt nhớ ra, nàng choàng dậy. Chết chưa, em đang trần truồng, để em mặc áo choàng cho đứng đắn một chút. Tướng hát xua tay. Không sao, người nhà cả mà. Em đã đọc xong hồ sơ lý lịch của Z 28 chưa? Nguyệt Hằng lắc đầu. Em chưa biết chắc là sẽ được tuyển chọn nên chỉ mới đọc sơ. Tuy nhiên em có cảm tưởng địch là con cáo già. Đúng, hắn là con cáo đối với nghề điệp báo và phụ nữ. Vì vậy, Smack phải triệu dụng đến em. Thưa em đã sẵn sàng. Trong ảnh, hắn không đến nỗi xấu trai. Song em còn bất bình đôi chút. Hắn trung tướng đã rõ em rất ghét bọn đàn ông trung bình. Em cao 1 thước 64, thêm giày cao gót thành 1 thước 75. Đi đôi với hắn mà không cân xứng thì chán chết. Em yên tâm, hắn cao hơn 1 thước 75. Vậy thì được, em rút lại lời phản đối. Bao giờ thì em lên đường? Em sẽ phải làm gì? Về hành trình, hai nữ đồng chí Vân và Giang sẽ đích thân lo liệu. Riêng tôi cần hỏi thêm em một vài chi tiết. Sở thích thường ngày của em là gì? Thưa, cái gì em cũng thích cả, nhưng thích nhất là tắm đêm và tắm nước nóng bỏng da. Nghe nói em mê màu vàng, phải không? Phải, trong các màu em chỉ thích màu vàng. Toàn thể quần áo của em đều màu vàng. Thậm chí em may đồ lót cũng màu vàng. Trung tướng thử nhìn xem, giày dép, găng tay, bông tai, sắc da, tất cả đều màu vàng. Y sĩ nói rằng em thích màu vàng vì màu này là màu của những người thèm hoạt động. Lạ thật, em hỏi nhiều người bạn gái thì phần đông là ưa màu hồng hoặc là màu xanh nhạt, chứ không thích màu vàng chói như em. Trung tướng cho phép em tò mò một chút, trung tướng thích màu gì? Hồi còn là thanh niên, tôi thích màu đỏ. Thanh niên dồi dào sức sống thường mê màu đỏ. Nhưng từ ngày gia nhập ngành điệp báo, đặc biệt là từ ngày nhận trách nhiệm trong SMAC, tôi lại không thích màu nào nữa, mà chỉ thích tất cả các màu. Nói rõ hơn, tôi không được quyền thỏa mãn sở thích cá nhân. Trước khi vinh thăng thiếu tướng và biệt phái tới Hà Nội, tôi đã phục vụ một thời gian dài ở Âu Châu. Nhược điểm số một của tôi là các món ăn của Pháp. Không ngày nào là tôi không uống cỏ nhát, thậm chí cỏ nhát đã biến thành da thịt của tôi. Bạn bè nói rằng tôi phải bỏ rượu cỏ nhát thì không sống nổi. Sau đó, tôi được thuyên chuyển sang Hoa Kỳ. Dĩ nhiên Hoa Kỳ cũng có cỏ nhát nhập cảng của Pháp, nhưng người Mỹ thường uống bourbon hay whisky.
tôi lại cải trang làm người Mỹ. Vì nhiệm vụ tôi đoạn tuyệt với cỏ nhát và tôi vẫn sống nhăn răng. Nhiệm vụ sắp giao cho em còn quan trọng gấp trăm lần nhiệm vụ của tôi tại Hoa Kỳ ngày trước. Vì an ninh cá nhân của em, vì an ninh chung của SMAC, tôi tin tưởng em sẽ tự ý bỏ hẳn những thú vui thường lệ. Từ nay trở đi, em sẽ không tắm nước nóng hồi 2-3 giờ sáng nữa. Em sẽ tắm nóng và lặn lẫn lộn theo thói quen của người Tây Phương. Và nhất là em sẽ tạm biệt màu vàng. Hai nữ đồng chí Vân Giang sẽ phụ trách việc đổi lốt cho em. Em nhớ chưa? Em phải đổi lốt từ đầu đến chân như con rắn. Tôi hy vọng em sẽ đồng ý. Nguyệt Hằng nhún vai, giọng tiếc nuối. Vâng, em phải đồng ý thôi. Tướng Hát nghiêm giọng. Em nên coi đó là một hành động xung phong. Nếu miễn cưỡng đồng ý, em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta sẵn sàng hy sinh danh dự, hy sinh tính mạng. Thì hy sinh chút cá tính, sở thích chỉ là chuyện thường. Vì kẻ địch rất nguy hiểm. Một hớ hình con của em có thể làm kế hoạch Thái Bình Dương tan vỡ. Tôi tin tưởng là em sẽ thành công. Vì ít ra em có đủ bản lãnh. Bản lãnh đầu tiên là uống rượu. Địch khét tiếng trên Viễn Đông về tài uống rượu whisky. Hắn có thể uống cả chục chai mà không say. Đúng là kỳ phong địch thủ. Em còn giỏi hơn hắn. Chắc hắn sẽ say trước em. Giọng trung tướng Hát trầm hắn xuống. Bây giờ ta bước sang đề tài khác. Đề tài tình cảm. Từ trước đến nay em đã thật tình yêu ai chưa? Em xin trả lời hai cách. Có và không. Có vì em đã yêu nhiều người. Không vì tuy yêu nhiều người nhưng em vẫn chưa thật tình yêu ai. Jack 28 là một người đàn ông khác thường. Mọi phụ nữ gặp hắn đều bị hắn hớp hồn. Hắn chinh phục đàn bà dễ dàng như thể em và tôi lấy mùi xoa trong túi. Tôi chưa thấy phụ nữ nào cưỡng lại được nghệ thuật quyến rũ độc nhất vô nhị của hắn. Ngoại trừ Nguyệt Hằng, nhân viên nữ ban của SMAC, em sẽ gặp hắn, làm quen với hắn, rồi yêu hắn. Khi trung tướng hạ lệnh, em sẽ giết hắn. Về ngoại ngữ, em nói được mấy thứ tiếng? Em nói được tiếng Việt, tiếng Trung Hoa và tiếng Liên Xô. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Y và Nho, em cũng giỏi không kém. Hắn trung tướng đã biết em đậu khôi nguyên ở trường đại học ngoại ngữ Mạc Tư Khoa. Thạo tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Pháp là điều thuận lợi vì trước khi đột nhập ở Sài Gòn, em sẽ sinh sống ở Hồng Kông. Vâng, em là người đàn bà nóng ruột. Tại sao trung tướng lại không cho em nhảy dù hoặc đáp tàu ngầm tới Nam Việt? Không được, em phải tới Nam Việt một cách đàng hoàng với đầy đủ giấy tờ hợp pháp bằng cửa trước. Làm nghề tình báo phải rèn luyện đức tính kiên nhẫn. Người kiên nhẫn nhất là người sẽ thắng cuộc. Nôn nóng là nhược điểm cần khắc phục. Và lại phản gián Nam Việt hoạt động rất khôn ngoan và hữu hiệu. Em nhảy dù hoặc đáp tàu ngầm, nhân viên của ta ở Sài Gòn sẽ không thể đưa em ra một cách công khai. Trung tướng muốn em làm gì? Em hát hay, khiêu vũ giỏi, múa thoát y cũng không kém các nữ nghệ sĩ danh tiếng ở Tây Phương. Xin báo trước với trung tướng rằng em không thích nghề nào khác ngoài nghề thức đêm ở vũ trường. Dĩ nhiên, tài năng của em phải được khai thác một cách khôn ngoan và hợp lý. Vì vậy, trước tiên em sẽ qua Đông Kinh. Đông Kinh dạo này dễ chịu lắm. Giám đốc trú xứ Caribe ở đó là bạn thân của em. Em chỉ cười với hắn là hắn đã quỳ mọp dưới chân. Em sai nhảy vào lửa, hắn cũng sẵn sàng tuân lệnh. Nhiệm vụ của em là lợi dụng đường dây Đông Kinh để vào Nam Việt. Không phải là bắt bồ với nhân viên cao cấp Caribe. Yêu cầu em nhớ lại kỹ càng, mục tiêu hoạt động của em là Văn Bình. Kẻ thù không đội trời chung của toàn thể phe xã hội chủ nghĩa. Trung ương đã nghiên cứu kế hoạch xong xuôi. Mọi người quen của em trong sứ quán Xô Viết hoặc trong trú xứ ẩn tế ở Nhật Bản đều được gọi về nước. Em chỉ hoạt động với một nhân viên nằm lì tại địa phương. Hắn sẽ bố trí cho em lọt vào tổ chức ái tình. Tổ chức ái tình à? Phải. Trong thời gian qua, một số dân chơi ở Tây Phương đã nghĩ ra nhiều lối hưởng lạc lạ lùng. Họ mở văn phòng đăng quảng cáo rầm rộ trên mặt báo cho thuê nhân tình, thuê vợ một thời gian, hoặc những cặp vợ chồng rứng mỡ muốn thèm của lạ có thể trao đổi lẫn nhau một thời gian. Những cơ sở núp sau chiêu bài hợp pháp để hoạt động bất hợp pháp này được mệnh danh một cách văn vẻ là tổ chức ái tình. Tổ chức ái tình nổi tiếng nhất ở Âu Châu là công ty du lịch Thích Hợp. Công ty này tọa lạc tại trung tâm thành phố ở London và mới đặt chi cuộc ở Đông Kinh. Nó có liên lạc khắp trên thế giới. Những cặp vợ chồng nào muốn hưởng trăng mật với người lạ chỉ cần gửi tới $50 tiền phí tổn. Đàn ông hoặc đàn bà độc thân muốn tìm bạn tình tạm thời thì gửi từ 25 đến $35. Nhận được tiền, công ty sẽ chuyển đến đương sự một tờ khai. Đương sự ghi chú những sở thích đặc biệt của mình rồi hoàn tờ khai lại cho công ty. Căn cứ vào tờ khai sở thích này, công ty lục trong thư khố hoặc tìm kiếm bạn tình thích hợp. Sau đó, công ty chỉ làm cái việc giới thiệu. Nếu cần, công ty sẽ tổ chức các cuộc du lịch. Họ bố trí rất kín đáo và khôn ngoan, không khác gì hoạt động tình báo. Lợi dụng tình thế, một số cơ quan điệp báo Tây Phương như CIA và MI6 đã kết nạp nhân viên thuộc cấp từ các tổ chức ái tình để thu lượm tin tức và dĩ nhiên là chúng ta cũng làm như vậy. Thưa công ty du lịch thích hợp là của ta? Không,
vì MI6 kiểm soát tổ chức này một cách khá chặt chẽ, và lại chúng ta cần một tổ chức có tầm hoạt động rộng rãi hơn công ty du lịch và ở trong vòng theo dõi chặt chẽ của tình báo Mỹ. Vì như em đã biết, chúng ta sẽ hoạt động ở Nam Việt. MI6 của Anh Quốc không có thế lực bằng CIA, cho nên núp đằng sau CIA chúng ta hoạt động có phần dễ dàng và kín đáo hơn. Tổ chức mà em sắp gia nhập là câu lạc bộ Nguyện Ước. Câu lạc bộ này được liệt vào hàng lớn nhất Hoàn Vũ. Bề ngoài, nó là một văn phòng tìm bạn trai gái để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, sở thích hoặc để dọn đường tới hôn nhân. Nghĩa là bề ngoài nó hoàn toàn hợp pháp. Hợp pháp hơn nữa là sự hiện diện của nhân viên CIA trong chi cuộc câu lạc bộ Nguyện Ước tại Đông Kinh. Thưa, em sẽ giữ chức vụ gì trong chi cuộc? Là đại diện lưu động. Chi cuộc đang bành trướng phạm vi hoạt động trên toàn cõi châu Á nên cần đại diện lưu động. Miền Nam Việt Nam được coi là địa bàn phát triển mạnh mẽ, vì lẽ quân đội Hoa Kỳ đồn trú đông đảo. Binh sĩ xa nhà thèm khát lạc thú như nắng hạn đợi mưa rào. Gần đây, một số nhà doanh nghiệp Mỹ đã qua Sài Gòn nghiên cứu việc thành lập những trung tâm du hí đặc biệt. Du hí ở đây bao gồm nhiều hình thức, khu vực giải quyết sinh lý, tiệm ăn. Đã có người rục rịch mở tiệm ăn và tiệm rượu mà bồi bàn toàn là phụ nữ khỏa thân phần trên, theo mốt ở Las Vegas. Chi cuộc câu lạc bộ Nguyện Ước Đông Kinh sẽ gửi em tới Sài Gòn là để nghiên cứu mở một văn phòng địa phương. Hai nữ đồng chí Vân Giang sẽ hướng dẫn em đầy đủ chỉ thị của Trung ương trước ngày lên đường. Tôi tin là em sẽ thành công. Sắp tới giờ tôi phải ra phi trường. Thôi, chào em. Trung tướng Hát không cúi đầu chào theo lối Á Đông thuần túy, cũng không bắt tay theo lối Tây Phương, mà tiến lại gần Nguyệt Hằng. Hắn kéo nàng sát vào người và hôn vào môi. Nguyệt Hằng thản nhiên đón nhận cái hôn của ông già trán hói, mặc dầu râu cằm lơm chớm cọ vào làm nàng nhột nhạt khó chịu. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Thanh Giang nhìn đồng hồ tay trước khi cất tiếng. Đã khuya quá rồi, lẽ ra nên gác cuộc bàn luận đến sáng mai. Nhưng nếu em không buồn ngủ thì chị sẵn sàng tiếp tục. Trung tướng Hát mới đề cập đến những nét đại cương. Hai chị sẽ nói với em về chi tiết chuyên môn thuần túy. Nguyệt Hằng cười giòn tan. Còn sớm chán, em thức đêm hàng tháng là chuyện thường. Người khác thức đêm thì phải ngủ bù vì sợ hãi sức khỏe và sắc đẹp. Riêng em vui chơi cả đêm mà vẫn như không. Em chỉ sợ cho hai chị thôi. Thanh Giang đáp. Như vậy thì chúng mình tiếp tục được rồi. Về khoản thức đêm thì hai chị cũng quá quen thuộc. Chị Vân tốt nghiệp lớp thức đêm từ 8 năm trước trong trường huấn luyện Cucino. Chị Vân đã 33 tuổi mà còn trẻ măng như con gái là nhờ am tường một số bí quyết. Những bí quyết này sẽ được truyền lại cho em để có thể hoạt động hữu hiệu tại miền Nam. Còn chị bao nhiêu tuổi, em thử đoán xem. Nguyệt Hằng nheo mắt quan sát Thanh Giang. Phải là thiếu phụ trung niên, Thanh Giang mới có thể được giao phó chức vụ điều khiển quan trọng trong cơ quan SMAC, một cơ quan nổi tiếng là khe khắt trong việc chọn lựa nhân viên chỉ huy và nhất là nhân viên phụ nữ. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, phụ nữ bình quyền với nam giới. Nga Xô là quốc gia tuyên truyền rầm rộ về nguyên tắc nam nữ bình quyền, nhưng phản gián SMAC lại áp dụng nguyên tắc này khác hẳn. SMAC quan niệm đàn bà là cái giường lò xo êm ái, bên trên có tấm nệm. Đàn bà chỉ có một tác dụng duy nhất là cung phụng cho đàn ông khỏi đau lưng. Sau một thời gian lò xo giường bị nhão, nệm cao su chảy mềm thì vắt bỏ và thay đồ mới. Chắc chắn Thanh Giang phải là một nhân viên khác thường nên chưa bị SMAC vắt bỏ. Nguyệt Hằng đoán Thanh Giang ít nhất cũng phải 35 tuổi, là tuổi sung sức nhất của nữ giới. Nghe Nguyệt Hằng đoán, Thanh Giang mỉm cười. 35 à, em lầm rồi. Nguyệt Hằng cướp lời. Thật ra thì em thấy chị còn quá trẻ. Em đoán 35 là vì trên nguyên tắc SMAC không bao giờ bổ nhiệm phụ nữ dưới 30 vào chức vụ chỉ huy. Em nói đúng, song tuổi thật của chị không phải 35, cũng không phải 40. Trời ơi, đúng, năm nay chị 46 tuổi, không kém tháng nào. Thành Vân cũng đã 39. Sở dĩ hai chị không già theo tuổi là vì ăn khem. Từ 15 năm nay, từ ngày phục vụ cho SMAC, hai chị ăn thực đơn riêng do y sĩ chỉ định. Mỗi ngày ít nhất là bơi 2 tiếng. Bất luận là mưa hay nắng, 1 giờ vào buổi sáng và 1 giờ vào buổi tối. Cộng vào đó là 1 giờ rưỡi thể dục thẩm mỹ. Chị nhận thấy sắc đẹp của em là do thiên nhiên. Em ít chịu tu bổ. Từ nay em nên tuân theo chương trình tập luyện do hai chị sắp xếp. 3 tiếng rưỡi một ngày à? Nhiều quá. Đối với em, thời gian tập luyện còn phải tăng lên hơn 6 giờ một ngày. Em phải có một sắc đẹp xuất chúng thì mới mong chinh phục được Z28. Phấn sáp, nước hoa thường dùng của em phải bỏ đi hết. Từ nay em sẽ dùng loại đặc biệt. Các kỹ sư của ta đã pha hóa chất vào son môi, vào nước hoa. Mùi thơm nhẹ nhàng cũng như sản phẩm bày bán trên thị trường, nhưng lại chứa đựng một sức quyến rũ kỳ lạ. Em dùng ít lâu rồi sẽ thấy, đàn ông nào ngửi mùi nước hoa của em hay hôn môi em sẽ đâm ra mê mẩn ngày đêm,
không khác gì anh phải ngải tình hoặc bùa yêu.